Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin phản ánh không khí lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015 tại các huyện Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3, huyện Mèo Vạc đã tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015. Đến dự có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thảo Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện Mèo Vạc và đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Giao nhận quân đợt 1 năm 2015, huyện Mèo Vạc có 50 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 40 tân binh được giao về sư đoàn 314, 10 tân binh giao về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Trong tổng số 50 tân binh, có 3 thanh niên viết đơn tình nguyện làm nghĩa vụ quân sự, 4 tân binh là đảng viên và 3 tân binh có trình độ đại học cao đẳng. Các tân binh được tuyển chọn lên đường nhập ngũ đều là những thanh niên có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng tham gia rèn luyện, phấn đấu tốt trong môi trường quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến giờ phút này thì chúng tôi đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, tinh thần là rất hăng hái. Trước khi lên đường cũng mong muốn gia đình, người thân yên tâm. Chúng tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đánh hồi chống giao quân và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương công tác tổ chức lễ giao quân trang trọng và ý nghĩa của huyện Mèo Vạc. Đối với các tân binh lên đường nhập ngũ lần này, thực hiện bổn phận và nghĩa vụ đối với quê hương và Tổ quốc. Do đó, các tân binh phải đoàn kết, ra sức rèn luyện và học tập. Tôi mong các đồng chí lên đường nhập ngũ, đoàn kết, quyết tâm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành cho chính mình. Đây là môi trường đào tạo con người tốt nhất, đó là tính kỷ luật của quân đội. Môi trường này sẽ đào tạo ra những con người có tính kỷ luật cao, có cốt cách để chúng ta thực hiện xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhiều, nhưng ở đó là một tập thể đoàn kết để sau này khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các đồng chí trở thành những công dân có chất lượng tốt nhất. Đối với các gia đình, những người mẹ, những người vợ, hôm nay là một vinh dự của gia đình chúng ta, của dòng họ chúng ta, có con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Gia đình phải tin tưởng và tạo mọi điều kiện tốt nhất về tình cảm, động viên con em mình, người chồng mình hoàn thành nghĩa vụ. Tại buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã tặng quà và động viên các tân binh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, huyện Mèo Vạc đã khen thưởng cho 3 tân binh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2015. Tại lễ giao nhận quân của huyện Hoàng Su Phì, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân binh. Cùng dự có đồng chí Bản Đức Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Sư đoàn 316, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện. Để hoàn thành kế hoạch tuyển quân, ngay từ cuối năm 2014, chính quyền các cấp của huyện Hoàng Su Phì đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời vận động các gia đình đưa con em đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển và thực hiện phương châm 3 gặp 4 biết nhằm nắm chắc tình hình về lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình cũng như tâm tư nguyện vọng của công dân, qua đó huyện đã tuyển chọn được 65 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ, đảm bảo quân số, trong đó có 3 công dân có trình độ cao đẳng đại học đạt 100% chỉ tiêu giao. Trình độ văn hóa cấp 2 có 23 công dân, cấp 3 có 39 công dân. Các công dân được gọi nhập ngũ đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, tuổi đời, sức khỏe, trình độ văn hóa.
Trong số các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này của huyện có 3 công dân là đảng viên, còn lại là đoàn viên. Đặc biệt là đã có 5 công dân tự viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Các tân binh của huyện được giao về 2 đơn vị nhận quân là Sư đoàn 316 Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh mong rằng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong môi trường mới, mỗi tân binh phải không ngừng phấn đấu thi đua rèn luyện để trở thành chiến sĩ tốt, đền đáp niềm tin gửi gắm của gia đình địa phương, tích cực học tập, trang bị cho mình kiến thức vững vàng. Với vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng, tôi tin tưởng ở môi trường mới, các tân binh hãy phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống cách mạng của quê hương, của huyện nhà, của cha anh đi trước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà. Trong niềm vui phấn khởi tự hào của thanh niên các dân tộc huyện Hoàng Su Phi nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương sự phối hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm 2014 và đợt 1 năm 2015. Mong rằng chúng ta tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ trong các đợt tiếp theo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cùng với gia đình có người tại ngũ, động viên con em hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo đời sống, động viên giúp đỡ kịp thời những gia đình gặp khó khăn để các bạn trẻ yên tâm làm nhiệm vụ. Đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh cũng đề nghị đối với chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong các đợt tiếp theo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là với các hộ nghèo, gia đình chính sách để con em họ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Đồng chí cũng mong muốn các đơn vị nhận quân sẽ tạo môi trường thuận lợi để các tân binh phấn đấu rèn luyện và trưởng thành, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sáng ngày 8 tháng 3 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ đóng tại huyện Bắc Quang, Công an tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân và khai giảng chiến sĩ mới đợt 1 năm 2015. Đến dự và động viên các tân binh có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện huyện Bắc Quang. Trong đợt giao nhận công dân nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân lần này, Công an tỉnh đã tổ chức đưa 160 tân binh lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc. Các tân binh được đưa về K20, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an và Đại đội cơ động Công an tỉnh Hà Giang để tổ chức huấn luyện. Đánh giá chất lượng công dân tham gia nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm nay cho thấy 100% các tân binh đều có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị vững vàng. Để đạt kết quả trên, trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Công an tỉnh Hà Giang đã tập trung vào xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyển quân cho các huyện thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành thực hiện 3 gặp 4 biết, làm tốt khâu tuyển chọn, lập danh sách. Phát biểu tại lễ giao nhận công dân nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân và khai giảng chiến sĩ mới đợt 1 năm 2015, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đánh giá cao công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng Nghĩa vụ Công an tỉnh Hà Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Công an tỉnh Hà Giang cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các chiến sĩ mới nhập ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện, đảm bảo các chiến sĩ luôn vững về tư tưởng, giỏi về võ thuật, tinh thông về sử dụng trang bị vũ khí. Ngay sau đợt khai giảng, Công an tỉnh Hà Giang cần bắt tay ngay vào công tác huấn luyện, tạo những điều kiện thuận lợi để các tân binh được học tập và rèn luyện. Đối với các tân binh được tham gia nhập ngũ lần này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang mong muốn các tân binh khi về đơn vị cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cùng với các huyện trong toàn tỉnh, sáng ngày 8 tháng 3, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Tổng quân năm 2015. Tới dự chung vui và tiễn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quang Bình, các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo cấp ủy chính quyền cùng đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình.
Trong đợt tuyển quân này, huyện Quang Bình có 60 tân binh lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao, 100% có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên, đặc biệt có 5 tân binh đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, 100% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Quang Bình đã lên thắp ngọn lửa truyền thống của huyện Quang Bình. Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh hồi trống mở hội giao quân của huyện Quang Bình năm 2015. Đồng thời động viên thăm hỏi, tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ, mong muốn các chiến sĩ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, tích cực tu dưỡng học tập rèn luyện đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhân dân giao phó. Mỗi tân binh lên đường nhập ngũ lần này phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, đối với quê hương. Đảng và nhân dân đã giao phó, gửi gắm niềm tin. Do vậy, các tân binh phải có tư tưởng lập trường vững vàng, không ngừng đoàn kết sáng tạo trong học tập và rèn luyện, nêu cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại huyện Vị Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến dự và giao nhiệm vụ cho các tân binh trong lễ giao nhận quân. Giao nhận quân đợt 1 năm 2015, huyện Vị Xuyên được giao chỉ tiêu tuyển 75 công dân về hai đơn vị, đó là Sư đoàn 316 Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Để làm tốt công tác tuyển quân, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, động viên các gia đình đưa con em mình đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Công tác sơ tuyển cũng như giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Do đó, chất lượng tân binh đều đạt yêu cầu trình độ đạo đức. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chúc mừng các thanh niên ưu tú của huyện Vị Xuyên được gọi nhập ngũ đợt này, đồng thời mong muốn các tân binh về đơn vị huấn luyện sẽ tích cực rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành cán bộ đảng viên, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, chung với nước, hiếu với dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn huyện Vị Xuyên sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong các đợt tiếp theo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Cùng với gia đình động viên con em chăm lo đời sống và giúp đỡ kịp thời những gia đình khó khăn để các tân binh yên tâm làm nhiệm vụ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng thân nhân các tân binh đã trao những món quà chia tay các tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Tại huyện Bắc Mê, đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã đến dự động viên các tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc tại lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015. Trong lần tuyển quân đợt này, huyện Bắc Mê được giao tuyển 50 tân binh cho các đơn vị, Sư đoàn 316 là 40 tân binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 10 tân binh. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2015, huyện Bắc Mê đã tổ chức tốt từ khâu sơ tuyển, khám tuyển cho đến khi hoàn thành công tác tuyển quân, thực hiện giao quân theo đúng kế hoạch đề ra. Chất lượng tân binh được nâng lên rõ rệt, có 2 tân binh là đảng viên, tân binh có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên chiếm 70%, trong đó có 3 tân binh đã tốt nghiệp cao đẳng đại học. Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng Thị Chiên mong muốn các thanh niên mới nhập ngũ phải xác định đúng nhận thức tư tưởng về việc tham gia nhập ngũ, vừa thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của thanh niên đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, yên tâm phục vụ trong quân đội. Các lực lượng vũ trang nhận thanh niên nhập ngũ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong huấn luyện, công tác quản lý quân đội, tạo môi trường thuận lợi cho tân binh mới có cơ hội phấn đấu rèn luyện vươn lên. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể cũng như các gia đình, quân nhân và toàn thể xã hội phải thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng Thị Chiên chúc các tân binh của huyện Bắc Mê lên đường nhập ngũ đợt này về đơn vị cố gắng rèn luyện giỏi, học tập công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, cứ đến ngày 8 tháng 3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh. Ở nước ta, vào ngày 8 tháng 3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt. Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới.
Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại. Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Không những thế, họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, người vợ và người con trong gia đình. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, xin gửi đến những người phụ nữ Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Xứng đáng 8 chữ vàng Bác Hồ khen tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Còn sau đây là ghi nhận của phóng viên về các hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày mùng 7 tháng 3, Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hoạt động giao lưu cầu lông, thi đấu bóng chuyền và thi nấu ăn. Đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tới dự, tặng hoa và chúc mừng chị em phụ nữ. Đối với nội dung cầu lông và bóng chuyền đã thu hút được sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh với 4 đôi nam và 4 đôi nam nữ ở môn cầu lông và 2 đội tham gia ở nội dung bóng chuyền. Tại các trận đấu, các nam nữ vận động viên đã tham gia thi đấu nhiệt tình, sôi nổi nên đã tạo ra được những pha bóng hay, đẹp mắt. Khác với nội dung thi đấu cầu lông và bóng chuyền, ở nội dung thi nấu ăn là phần thi thể hiện sự khéo léo của các anh chị em văn phòng trong công việc nội trợ. Ở nội dung này có sự tham gia của 5 đội chơi. Trong khoảng thời gian 90 phút, mỗi đội chơi sẽ thực hiện chế biến và trình bày các món ăn vừa đảm bảo ngon và bắt mắt. Với sự khéo léo của mình, các đội chơi đã chế biến ra những món ăn khá hấp dẫn. Qua các hoạt động được tổ chức lần này không chỉ giúp tăng thêm tình đoàn kết của tập thể Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, giúp nâng cao thể lực sau những ngày làm việc căng thẳng. Đây cũng là thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đến chị em phụ nữ trong văn phòng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quản Bạ cũng vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ công tác hội nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quản Bạ đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và đạt được những kết quả tích cực. Đó là các hội viên phụ nữ đã không ngừng phấn đấu phát triển và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác hội, gắn với thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời tuyên truyền vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam. Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo theo hướng bền vững. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện Quản Bạ đánh giá cao những kết quả, phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ và những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội vững mạnh về mọi mặt, góp phần đưa phong trào phụ nữ huyện nhà ngày càng phát triển. Dịp này, 22 tập thể và 26 cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ công tác hội giai đoạn 2010-2015. Thưa quý vị và các bạn, với sự cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm trong việc sản xuất chăn nuôi tổng hợp, cho nên gia đình chị Lù Thị Sâm, thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi đã có thu nhập trên 150 triệu đồng một năm. Và chị cũng chính là gương điển hình trong phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi. Chị Lù Thị Sâm sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phi. Năm 24 tuổi, chị lập gia đình tại thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang. Ban đầu, gia đình đôi vợ chồng trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Một mình chị Sâm vừa phải nuôi con, vừa phải phát triển kinh tế, trong khi chồng chị thường xuyên đi công tác. Thấy được cảnh khó khăn của gia đình mình, chị quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế. Ban đầu, thông qua vay tín chấp của Chi hội Phụ nữ thị trấn, năm 1994, chị đã vay hơn 2 triệu đồng để mua lợn, mua trâu, phát triển kinh tế. Nhờ sự cần cù chịu khó và sự hướng dẫn của các chị em phụ nữ trong thị trấn, gia đình chị Sâm đã dần dần mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, mỗi năm gia đình chị cũng xuất chuồng khoảng trên 30 con lợn. Cùng với đó, đàn trâu cũng có thêm 3 đến 4 con nghé.
Ngoài ra, chị còn tổ chức thả cá, chăn nuôi dê. Với diện tích khoảng hơn 5.000 m2 đất ruộng trước nhà, chị thường xuyên trồng rau, ngô. Gia đình chị cũng có 7,5 ha rừng thông. Mỗi năm thu nhập của gia đình chị cũng được khoảng 160 triệu đồng. Lúc trước thì cũng vay vốn của phụ nữ, xong là bây giờ đứng mua trâu mua bò nuôi để bây giờ cũng nuôi trâu nuôi bò nó cũng phát triển rồi thì mình cũng giả được cái số tiền của cái vốn phụ nữ ấy. Và bây giờ thì cũng gia đình cũng ổn định hơn rồi. Phía sau sự thành công của người chồng luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Hơn 16 năm chồng chị Sam công tác, chị luôn là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác xã hội. Bên cạnh phát triển kinh tế giỏi, chị còn là người phụ nữ đảm đang trong nuôi dạy các con. Hiện nay, một người con của chị đang học đại học và một người đang tham gia phục vụ trong quân đội. Với những thành tích đó, năm 2013, chị đã vinh dự được đi dự hội nghị báo cáo viên giỏi của tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi. Chị Lù Thị Săn là hội viên hội phụ nữ thị trấn Vinh Quang. Trong những năm qua thì chị cũng rất tích cực tham gia vào các phong trào của hội, tham gia các buổi sinh hoạt để nắm bắt chủ trương đường lối chính sách của Đảng cũng như hội nghị quyết của hội các cấp đã đề ra. Từ đó chị đã vận dụng để tham gia phát triển kinh tế gia đình. Trong những năm qua chị cũng được hội phụ nữ giúp đỡ, được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay kinh tế gia đình từ hộ trung bình, năm trước là hộ trung bình, năm nay đã phát triển lên hộ giàu. Trong những năm qua thì có gia đình chị Lù Thị Sam này là cũng một gương là điển hình tiên tiến là phát triển kinh tế giỏi, và trong năm qua đã được đi báo cáo điển hình ở tỉnh và được Ủy ban tỉnh tặng bằng khen về gia đình phát triển kinh tế là một hội viên gương mẫu. Trong năm tới này thì chúng tôi sẽ cho hội phụ nữ ở các xã thị trấn là một số chọn một số gia đình để học tập kinh nghiệm gia đình chị để nhân ra diện rộng ở các xã khác. Một con người luôn hết lòng vì chồng con và chăm chỉ trong công việc. Ngày ngày, chị vẫn tất bật với những công việc của mình để giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển hơn nữa. Chị Lù Thị Sam không chỉ đảm đang chịu khó mà chị còn là một hình ảnh đẹp về người phụ nữ nơi vùng đất khó Hoàng Su Phì. Một người phụ nữ luôn biết tự mình vươn lên trong khó khăn. Nhằm khơi dậy niềm say mê bộ môn tiếng Anh và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của học sinh, ngày 8 tháng 3, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh về chủ đề quê hương đất nước. Những trải nghiệm của các em sau chuyến đi thực tế tại huyện Quản Bạ. Tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang có 5 đội thi. Mỗi đội có 10 thành viên được chọn lọc ở các khối lớp và của câu lạc bộ tiếng Anh trong nhà trường. Các đội thi phải lần lượt trải qua 3 phần thi bắt buộc, đó là trình bày giới thiệu về đội của mình, hùng biện theo chủ đề và trả lời phỏng vấn, đóng kịch theo tác phẩm văn học. Nội dung tập trung vào chủ đề về quê hương đất nước, con người Hà Giang và những trải nghiệm thú vị sau chuyến đi thực tế tại huyện Quản Bạ mới đây. Tại cuộc thi, các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin và hoàn thành xuất sắc các nội dung thi theo đúng yêu cầu của ban tổ chức. Với khả năng thuyết trình lôi cuốn, sáng tạo, các trả lời câu hỏi đầy thuyết phục đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem, không những về khả năng nói tiếng Anh mà mỗi thí sinh đã thể hiện được niềm đam mê học tập ngoại ngữ. Thông qua cuộc thi hùng biện tiếng Anh giúp cho các em học sinh trong nhà trường tự tin, mạnh dạn hơn trước đám đông, có nhiều niềm vui và những trải nghiệm mới. Đồng thời đây cũng là một nguồn động lực lớn thúc đẩy các em ngày càng phải siêng năng, phấn đấu hơn trong học tập ở bộ môn tiếng Anh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2007, trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang, nói chuyện với đồng bào 4 huyện vùng cao núi đá, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và huyện Quản Bạ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định Đảng, Nhà nước rất thông cảm và chia sẻ với khó khăn do thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng của đồng bào nơi đây. Đảng, Nhà nước hứa sẽ từng bước có giải pháp giúp 4 huyện tìm hướng giải quyết vấn đề này. Từ lời hứa của Thủ tướng với đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc, dự án xây dựng hồ trên núi đã ra đời. Cho đến nay, 84 hồ treo đã hoàn thành, đưa nguồn nước mát của Đảng, Chính phủ đến với nhân dân. Cũng như đa phần đồng bào dân tộc ở 4 huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang, hàng năm, cứ vào 6 tháng mùa khô, phần lớn thời gian và nhân lực của các gia đình ở thôn Phú Lũng Trong, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh đều chỉ dành cho việc đi tìm nguồn nước. Để lấy về được một can nước 20 lít, có khi phải mất một ngày đường leo đèo trèo núi. Thiếu cái gì nhất thì tất nhiên, nguyện vọng cũng là mong muốn có được cái đó nhất.
với 23 vạn đồng bào vùng cao núi đá của Hà Giang cũng như người dân của thôn Phú Lũng Trong, điều mà họ ước mong nhất chính là làm sao có nước để sinh hoạt, để sản xuất trong những tháng trời hanh khô rét buốt mà không còn phải cực khổ như trước nữa. Những ước mong tưởng như khó bề có được của người dân ở đây giờ đã thành hiện thực. Từ khi hồ treo Phú Lũng được hoàn thành, cảnh vất vả đi tìm nước sinh hoạt của đồng bào nơi đây đã trở thành quá khứ. Bây giờ mà có lúc nào cũng bảo là có đảng có nhà nước thì mới có cái hồ này, thì từ đầu bao nhiêu đời thì các ông các bác không nhìn thấy một cái hồ treo. Bây giờ thì có cái hồ treo này thì bà con rất là khỏe, rất là yên tâm sản xuất làm ăn, bao nhiêu lãnh thổ của tổ quyền của địa miền của Bắc. Phải khẳng định rằng việc xây dựng những hồ treo cho các huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang là việc làm có ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ. Bởi lẽ, nếu giải quyết tốt vấn đề nước sinh hoạt, nước sản xuất ở trên vùng cao núi đá, sẽ góp phần quan trọng để đồng bào yên tâm bám trụ trên dải biên cương của Tổ quốc, khắc phục tình trạng di dân tự do hay tốn kém quá nhiều nhân lực vào việc lo tìm nước như trước đây của đồng bào, khiến cuộc sống, lao động sản xuất trên miền đá vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Đến nay, đã có 66 hồ hoàn thành, kịp tích nước trong mùa mưa, góp phần giải quyết nước sinh hoạt trong mùa khô cho hàng vạn hộ dân. Mong muốn của tỉnh là xây dựng tiếp 293 hồ nữa với ở 4 huyện này. Và với những cái hồ này thì chúng ta phải làm đúng cái quy hoạch đã được phê duyệt. Cái thứ hai, khi làm này phải hết sức dân chủ để người dân người ta thấy là cái này phục vụ chính cho người ta. Người ta tự nguyện cùng chúng ta giải quyết mấy vấn đề. Một là tự nguyện góp đất để làm, không phải đền bù giải phóng mặt bằng, hoặc là phải là cùng nhau bàn cái biện pháp để mà quản lý. Đó là làm ra rồi, xong rồi, có nước rồi thì cộng đồng dân cư ở đấy phải tự quản lý lấy, làm sao để cho nó sạch sẽ, phục vụ chính chúng ta. Ngoài 66 hồ đã hoàn thành thì hiện nay những dự án hồ treo khác cũng đang khẩn trương thi công với quyết tâm đem lại nguồn nước cho nhân dân trong thời gian sớm nhất. Trong giai đoạn 2012-2020, tỉnh Hà Giang dự kiến xây dựng 293 hồ treo. Trước mắt, trong năm 2015-2016, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 99 hồ để kịp thời cấp nước sinh hoạt cho gần 40.000 người dân có nguy cơ thiếu nước cao trong mùa khô, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.